Vụ này thì phải lấy công văn 151 của ông Thích Đức Thiện ra làm nền rồi bà con ơi. À, làm nền để cho mấy ông lãnh đạo giáo hội à, sáng mắt ra ha. Rồi đây bà con, một thông tin phải nói là khủng khủng khiếp khiếp. À, tuy rằng là nó xuất hiện cách đây là khoảng hình như 10 tháng vậy. À, nhưng mà hồi đó chưa có lùm xùm cái chuyện giáo hội. Như bây giờ chưa có lùm xùm cái chuyện tu sĩ Phật giáo Phật đồ à, như bây giờ. Nhưng mà bây giờ xem lại cái thông tin này để thấy rằng u trời ơi là trời, tu sĩ Phật giáo ơi là tu sĩ Phật giáo nó khủng khiếp đến mức độ như thế nào nha bà con. Rồi bây giờ mời bà con xem cái bài báo này nha bà con, khủng khiếp lắm. Đó, đó đây là báo Tuổi Trẻ nha bà con, báo Tuổi Trẻ nha. À, báo Tuổi Trẻ đó, năm 2023 ha, ngày 27 tháng 3 năm 2023, hồi đó chưa lùm xùm. Thành thử ra là tôi cũng không review. Khai trừ khỏi tăng đoàn trụ trì chùa Cô Sơn tàng trữ M A và tờ U y dài dấu sắc. Xin lỗi bà con nha. Để tôi đọc cái kiểu nó là như vậy để cho nó khỏi phải là nhạy cảm đối với YouTube nha bà con. Rồi thì bà con khi mà tôi đọc đến cái đoạn đó mà tôi bỏ dở, tôi chấm 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 là bà con hiểu rồi nha. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng khai trừ khỏi tăng đoàn đối với nhà sư Thích Bản Tịnh trụ trì chùa Cô Sơn Tiên Lãng vì à, vì chấm 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 là vì cái đó ha, vì tàng trữ là em Thúy đó ha. À, bà con thấy kinh khủng khiếp không, kinh khủng khiếp chưa. À đó đó, rồi ông Thích Đức Thiện ông à, bây giờ ông à, có rút lại cái công văn 151 hay không hả? À, khi tôi đưa cái này ra mà nếu ông còn nhân nhơn, ông còn giữ cái công văn này nữa thì tôi cũng lạy ông. À, kêu ông bằng là ông cố rồi đây. À, bây giờ đây 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 là cái chùa đó đây bà con, chùa đây, chùa Cô Sơn nha. Đó, chùa Cô Sơn đây. À, chùa Cô Sơn đây 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 đây, ngày 27 tháng 3, thông tin từ Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng cho biết đã có quyết định kỷ luật khai trừ tỳ kheo Thích Bản Tịnh Thế Dân Nguyễn Thành Đức ra khỏi tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng vì tàng trữ trái phép chất à, ba chấm à, tôi không đọc cái đó nha bà con. À, tàng trữ trái phép chất đó thì hiểu rồi ha. À, theo đó nhà sư Thích Bản Tịnh 41 tuổi quê quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng, thường trú tại quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh, từng xuất gia tu học tại chùa An Biên, quận Lê Chân và đăng ký tạm trú tại chùa Cô Sơn, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng mà trụ trì nha bà con. Trụ trì nha. À, trụ trì đó. Đó, rồi bây giờ tôi khoan đã. Tôi mới lại là để tôi mở cái văn bản của ông Thích Đức Thiện ra cái đã. Đó 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 đây 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 đây. À, người ta thì ông kêu là coi như là không phải là tu sĩ Phật giáo ha. À, à rồi bây giờ tu sĩ Phật giáo của ông tàng trữ cái đó rồi ông thấy giữ không hả? Tu sĩ Phật giáo giữ chưa không? À, đó đó, tu sĩ giữ chưa hả? Tu giữ chưa hả? Ông Thích Đức Thiện không? Tôi nói chung là tôi cứ lôi ông ra miết thôi, tôi lôi ông ra hoài vậy thôi. Ông Thích Đức Thiện ấy, tôi lôi ngày nào tôi lôi ông ra hết đó không? Đó, tiếp 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 nha bà con. À, theo nội dung thông tin, nhà sư Thích Bản Tịnh bị kỷ luật khai trừ do đã vi phạm giới luật Phật chế và pháp luật nhà nước. U trời ơi, cái này thì vi phạm quá sức vi phạm chứ. Thấy không? Chứ đừng có nói đến chuyện mà coi như là Phật chế. U trời ơi, cái này thì ghê gớm lắm. À, làm ảnh hưởng đến thân dân uy tín của giáo hội. À, đâu có ảnh hưởng, đâu ảnh hưởng thân dân. Bởi vì ông tu sĩ Phật giáo mà. Thấy không? Nói như ông Thích Đức Thiện đó, tu sĩ Phật giáo mà, đâu ảnh hưởng gì đến thân nhân đâu. À, ảnh hưởng đến thân nhân uy tín của giáo hội. Mọi giấy tờ giáo hội đã cấp cho tỳ kheo Thích Bản Tịnh Thế Dân Nguyễn Thành Đức từ năm 2013 đến nay đều bị thu hồi và hủy bỏ. Này ông Thích Đức Thiện này, không có cái kiểu mà coi như là khi bình thường thì ông nhân nhơn lên rồi ông tự hào là tu sĩ Phật giáo, đến lúc bị cái đó cái rồi á, ông cho thu hồi giấy tờ, ông bảo là ông đó không phải tu sĩ Phật giáo, như vậy đâu có được.
đâu có được, thấy không? Ông chính ông phải xin lỗi Phật tử, thấy không? Là trong giáo hội có những tu sĩ Phật giáo là như vậy, nghe ông Tư, nghe ông Thích Đức Thiện, chứ ông có đừng có lặng lẽ làm cái trò gọi là ở thu hồi là chứng nhận là tỳ kheo cho ông nọ ông kia rồi thôi, bây giờ ông đó không phải là giáo hội là coi như phủi trách nhiệm, đâu có phải, nghe không? Đâu có phải chơi kiểu đó mà được, nghe không? Đồng thời giáo hội Phật giáo Việt Nam thì với phòng cũng yêu cầu thu hồi pháp phục tu sĩ, pháp phục tu sĩ tức là áo quần đó bà con, chứng điệp thủ giới, chứng nhận tăng ni và các giấy tờ có liên quan đến tư cách tăng ni của ông Nguyễn Thành Đức, thu hồi mà được à? Hả? Thu hồi mà được à? Hả? Thấy không? U trời ơi, ông Thích Đức Thiện à, lẽ ra ông chính ông đó, tổng thư ký đó, ông điều hành, ông quản lý cái việc mà coi như kết nạp ai, kết nạp ai là của ban trị trị sự, và cái nhiệm vụ mà cái chính yếu của ban trị sự là ông nha, là ông đó, về cái việc kết nạp ai, kết nạp ai và cấp cấp cái giấy tờ nào giấy tờ kia là đều do ông, bởi vì ông tổng thư ký mà. Thế tại sao ông không có xin lỗi, thấy không? Tôi đã tìm rồi, không không có ông này xin lỗi, ông này không có xin lỗi nha bà con, ông này không xin lỗi, ông chỉ ngồi lâu lâu vô đó là ông phán thôi ha. Ông ngồi là có gì, ông ký công văn đồ đấy, oai vậy thôi nha. Đấy, ông ngồi đó ông ký công văn, ông phán là người nọ người kia, không phải là tu sĩ Phật giáo thôi đó. Thế thì bây giờ ông phán là cái ông Thích Bản Thịnh, Bản Tịnh đó đi, coi thử có phải tu sĩ Phật giáo hay không hả? Mà tàng trữ cái đó ở trong chùa, thấy không? Rồi còn được làm trụ trì nữa chứ, thấy không? Đó, bây giờ ông phán thì đó có phải tu sĩ Phật giáo của ông hay không, ở ông Thích Đức Thiện. Cho nên tôi réo ông hoài thôi đó. Tôi réo đến bao giờ mà ông phải thu hồi cái công văn 151 này lại đó. Rồi ông đồng thời ông phải xin lỗi Phật tử là mình đã ký cái công văn 151 nha. Đó. Chứ còn mà nếu không mà ông cứ nhân nhân ra như thế thì tôi vẫn còn réo, mà không chỉ tôi réo, rất nhiều Phật tử vẫn réo ông, réo hàng ngày. Mà đâu có sung sướng gì một người mà bị quần chúng réo tên hàng ngày đâu, thấy không? Sung sướng gì đâu. Cho nên ông tỉnh thức đi ông ạ. Ông tỉnh thức đi nha, ông Thích Đức Thiện.